Đại Hòa Tư Chiến chào khách, hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2022. Bà Bì Đại gồm có bà Bì Kèm, Thấp Kèm, bà Bì Cơ Bắp. Đại bà lỡ khá đông, 15 con bà lỡ, 10 con nhỏ hơn chấm. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem xét cùng tham khảo, xem xét chuộng bò có xe nhà giao tận nơi với khách. Nguyên bộ lô bò lỡ phía đây, chiều cao của bò là 1m7 phân 1m1 7 phân 1m2. Lô bò phía đây còn lô kế thì 1m1 5 phân 7 phân. Tháng tuổi của bò là 8 tháng 9 tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng. Con nào nấy lưng nách và bè xương rất là to. Bò này đâm ghim sáu dàm được hết. Bò lỡ nguyên cái lô bò 4 con chỉ có giá là 84 triệu. Nguyên lô bò Pháp Kem 4 con 84 triệu. Đứng phía ngoài đây, lưng nít và bè đòn rất là dài, bò này 6 tháng ngoài. Địa chỉ của trại là lộ DT19 gần ủy ban xã Nhận Phú Tân tỉnh Tre. Nếu có thời gian đến trại xem, còn quý khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò nhận qua Zalo là một lần nữa để quý khách xem tổng thể nguyên hình hoàn cần hoàn đầu rồi. Nguyên lô bò phía ngoài Pháp Kem, 2 con Barbie Kem, 2 Pháp Kem chỉ có giá là 84 triệu. Nó bắt trong nhà vườn, nó tiêm phòng sắc xiêm đầy đủ hết rồi, chỉ cái gì dỗ béo thôi, không có tiêm thuốc gì hết. Đông rày cái mùa lạnh cho nên bắt bò lỡ nhiều, bò nhỏ hơn ít. Bò về chưa có tắm tạm em. Lưng nách và bè con nào mấy xương rất là to. Cảm ơn quý khách tốn thời gian qua đến trại. Quý khách đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Hẹn gặp lại quý khách trong video tiếp theo.